Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài xoắn 6 là bài đoạn thẳng của chương trình hình học lớp 6 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên. Các em vẽ lần lượt các cái đoạn thẳng AB này, tia AB này, đường thẳng AB trên cùng một hình. Như vậy bài 30 này. Đầu tiên các em vẽ đoạn thẳng AB. Đoạn thẳng thì nó bao gồm hai điểm A và B. Đây, nó bị giới hạn bởi hai điểm A và B thì đoạn thẳng AB thì các em vẽ như này. Đây là đoạn thẳng AB. Cũng trên cái hình này các em vẽ cho cô tia AB. Tia AB thì nó có gốc là điểm A. Các em giữ nguyên gốc của điểm A, các em kéo dài mãi về phía B, kéo dài qua cả điểm B luôn thì đây sẽ là tia AB. Nhá, đoạn thẳng AB thì không kéo dài về phía B. Nhìn kỹ chưa? Còn tia AB thì kéo dài về phía B. Vì vẽ trên một hình thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta chỉ thấy tia thôi. Đường thẳng AB. Vậy đường thẳng thì nó sẽ kéo dài cả về hai phía. Cả về phía A và cả về phía B. Như vậy, cái hình này. Đây chúng ta vẽ đoạn thẳng này, vẽ tia này, vẽ đường thẳng trên cùng cái hình này luôn. Sang bài 31 ở đây, câu A vẽ đường thẳng AB. Câu A là các em vẽ cho cô đường thẳng AB. Vẽ một đường thẳng. Đây, đường thẳng tức là nó kéo dài cả về phía A và về phía B, chứ không phải là đoạn thẳng. Đây là vẽ đường thẳng AB. Câu B lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB. M thuộc đoạn thẳng AB. Như vậy M nó phải nằm trong câu B. Chúng ta câu B này, các em vẽ cho cô một đường thẳng này. Thì đây, đoạn thẳng AB tức là nó sẽ bị giới hạn bởi điểm A và điểm B. Đây, cái đoạn này là đoạn AB này. Đây là đoạn AB. Còn nếu như mà phía ngoài này thì nó lại thuộc đường AB thôi. Còn nó nằm trong khoảng giữa này tức là thuộc đoạn AB. Điểm M thuộc đoạn AB. Ví dụ điểm M nằm đây. M như thế này là M thuộc đoạn AB. Còn các em vẽ M ở phía ngoài này này, hoặc là M ở phía ngoài này thì nó lại thuộc đường AB chứ không phải là thuộc đoạn AB nhá. Thuộc đường AB thì phía ngoài này là thuộc đường mà. Còn trong này, giới hạn phía trong này là đoạn. Như vậy M thuộc đoạn AB. M thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB. Như vậy trường hợp C. Trường hợp C các em cứ vẽ đây. Đây là AB. Như vậy cái đoạn AB tức là đây, A giới hạn bởi AB và nằm giữa này chính là đoạn AB. Đúng không ạ? Đây là đoạn AB. Điểm N thuộc tia AB, tức là thuộc trên cái tia này này, từ A này kéo dài về phía B. N thuộc trên tia AB, nhưng mà nó không thuộc đoạn thẳng AB, tức là nó không nằm giữa A và B này. Như vậy N nó lại nằm ngoài này. Điểm N nằm ngoài này thì N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn AB. Sang ý C. À, sang ý D. Điểm P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng BN, nhưng không thuộc đoạn thẳng AB. Như vậy chúng ta lấy cái hình là hình C, các em bê cái hình C xuống cho cô. Ta xác định được điểm N ở trên này rồi. Đây là A này, đây là B này, đây là N này. Cái hình này là chúng ta vẽ ở hình C, chúng ta bê xuống ở hình D. Lấy điểm P thuộc tia đối của BN. Như vậy đây là BN này. Tia BN. Vậy tia đối của tia BN thì nó nằm bên này. Nằm bên này, từ đây chạy sang đây. Nhưng mà cái điểm P đấy nó không thuộc cái đoạn thẳng AB, tức là nó không nằm trong cái khoảng này. Không nằm trong cái khoảng đấy này thì nó phải nằm ngoài đây. Thì đây chính là điểm P. Điểm P này thuộc tia đối của tia BN này,
đúng chưa, nằm bên bên này tức là tia đối rồi, và nó không nằm trong cái đoạn AB, nằm ngoài này. Tiếp theo, trong 3 điểm ABM, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu E. Trong 3 điểm ABM thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Như vậy sau khi chúng ta vẽ hình như này thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình nó gộp chung cho tất cả các cái hình này. Vậy các em sẽ vẽ một cái hình nó gộp chung nhá, để chúng ta làm cho câu E và câu G. Như vậy cái hình gộp chung này này là chúng ta sẽ vẽ lại một cái hình gộp chung cho tất cả các cái hình trên. Thì đây là chúng ta có hai điểm AB này. Chưa? Cái điểm M phía trên này nằm giữa A và B thì M nằm giữa A và B này. Điểm N nằm phía bên phải này. Và điểm P nằm phía bên trái này. Đây là cái hình nó gộp chung cho tất cả các cái hình ở trên. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái hình gộp chung này để chúng ta trả lời các cái ý cho hai cái câu còn lại. Ta còn hai câu còn lại, đó là câu E và câu G. Vậy câu E này, trong 3 điểm A, B, M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Thì các em sẽ trả lời là câu E là điểm M nằm giữa A và điểm B. Đúng không ạ? Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đấy là ý E. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Trong 3 điểm MNP thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? M này, N này, P này. Thì em sẽ trả lời là điểm M nằm giữa hai điểm N và P. Đấy. Điểm M nằm giữa hai điểm N và P. Như vậy, câu này là câu G. Ta sẽ trả lời. Đó là điểm M nằm giữa hai điểm N và P. Dựa vào hình vẽ để chúng ta trả lời thôi. Như vậy là trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được hai bài tập, là bài tập số 30 và bài tập số 31 đây rồi. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô đây một chút để xem kỹ hơn. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 32 nhé. Bài tập số 32, các em vẽ 3 điểm RIM không thẳng hàng. Bài 32 này. Vẽ 3 điểm RIM không thẳng hàng. Như vậy chúng ta có R này, I này, M này. Không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Đường thẳng thì nó sẽ kéo dài về hai phía. Đi qua R và M, đường thẳng thì kéo dài cả về hai phía. Đây là đường thẳng. Vẽ đoạn thẳng đi qua hai mút là R và I. Như vậy đoạn thẳng thì được giới hạn bởi hai đầu mút, không kéo dài về đâu hết. Đúng không ạ? Đây, nói gì? Đây là đoạn thẳng. Đoạn thẳng đi qua hai đầu mút là R và I. Cuối cùng là vẽ nửa đường thẳng gốc là M. Như vậy gốc là M này. Đi qua I. Như vậy nó chính là tia. Đấy, một nửa đường thẳng thì nó chính là tia. Gốc M kéo dài về phía I. Đây, bản chất của nó là như này. Nửa đường thẳng, cả đường thẳng, nếu như mà cả đường thẳng này thì nó sẽ kéo dài cả phía này. Nhưng mà đây người ta bảo nửa đường thẳng thôi. Nửa đường thẳng, gốc là M, tức là đặt gốc là M, kem kéo dài về phía Y, kéo dài qua Y luôn. Bản chất ở đây chính là vẽ tia Y, MY đấy. Vẽ tia MY. Như vậy chúng ta đã vừa vẽ xong được bài tập số 32. Rất là dễ, đúng không ạ? Tiếp
theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 33. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô lại một chút nhé. Sang bài 33, vẽ 3 đoạn thẳng, sao cho mỗi đoạn thẳng cắt 2 đoạn thẳng còn lại. Như vậy bài 33, các em mỗi đoạn thẳng cắt 2 đoạn thẳng còn lại thì các em có các cách vẽ như sau. Các em có thể vẽ thành hình tam giác. Đây là đoạn thẳng thứ nhất này, giới hạn bởi 2 điểm này, đúng không? Đoạn thẳng thứ nhất, đoạn thẳng thứ hai này, chính là đoạn thẳng này. Và đoạn thẳng thứ ba là đoạn thẳng này. Và cái đoạn thẳng thứ nhất này thì nó cắt hai đoạn thẳng này, đúng không ạ? Tại đây và tại đây. Đoạn thẳng thứ hai thì nó cũng cắt hai đoạn thẳng này, cắt đoạn thẳng này và đoạn thẳng này tại hai điểm. Đoạn thẳng thứ ba là đoạn thẳng này thì nó cũng cắt hai đoạn thẳng này tại điểm này và điểm này. Ngoài ra các em cũng có thể vẽ như sau. Ba đoạn thẳng nó lần lượt cắt nhau, đúng không ạ? Như vậy ba cái mút này chúng ta không cho trùng nhau. Đây ví dụ đây là đoạn thẳng thứ nhất. Đây là ba đoạn thẳng A, B, C chẳng hạn. Hoặc là các em cũng có thể vẽ đoạn thẳng AB này. Đúng chưa? Nó cắt đoạn thẳng AC này. À, cắt đoạn thẳng CD này. Đoạn thẳng thì được ký hiệu giới hạn bởi hai đầu mút. Đúng chưa? Và nó cắt thêm cái đoạn thẳng EF chẳng hạn. Như vậy đoạn thẳng AB này thì nó cắt đoạn thẳng CD này. AB cắt CD tại điểm này. Đúng không ạ? AB cắt EF tại điểm này. Đúng chưa? Tương tự cái đoạn CD này thì nó lại cắt EF tại điểm này. Mà CD này thì cắt AB tại điểm này. Đúng không ạ? Đấy, như vậy chúng ta sẽ có hai cách vẽ đều thỏa mãn cho bài tập số 33. Tức là chúng ta vẽ là gì? Ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng đều cắt hai đoạn thẳng còn lại thì em có thể vẽ theo hình này hoặc hình này đều được nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 34. Một học sinh đã vẽ được hình như bài tập 8 ở đây. Em hãy viết đề bài cho bài tập 8. Như vậy ở đây là chúng ta có 3 đoạn thẳng này. Đây là 3 đoạn thẳng. Đúng không ạ? Vẽ 3 đoạn thẳng này. 3 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng này cắt 2 đoạn thẳng còn lại thì chúng ta được cái hình này. Rồi các em vẽ một cái đường thẳng A. Vẽ đường thẳng A cắt 2 trong 3 cái đoạn thẳng đó. Và sau đó chúng ta yêu cầu đặt tên thôi thì chúng ta sẽ được cái hình này. Vậy đối với cái hình 34 này, các em có thể nêu cái đề bài như sau. 34. Các em có rất là nhiều cách nêu đề bài nhá. Ví dụ bây giờ cô lại nêu như sau. Các em lấy 3 điểm, cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Không thẳng hàng. Rồi yêu cầu thứ nhất là vẽ 3 đoạn thẳng A, B, A, C, B, C. Vẽ 3 đoạn thẳng. Bởi vì nó bị giới hạn như này, nó không kéo dài đúng không ạ? Thì vẽ 3 đoạn thẳng. Đó là AB này, AC này và BC. Tiếp theo, các em vẽ cho cô một đường thẳng A. Đề đấy. Vẽ tiếp. Vẽ đường thẳng A bởi vì nó kéo dài. Kéo dài nó không bị giới hạn thì là lấy đường thẳng A.
vẽ một đường thẳng A. Cái đường thẳng A này nó cắt AC ở D và cắt BC ở E. Cắt AC tại D, cắt BC tại E. Đây là đề bài. Chúng ta đã vừa nêu được cái đề bài cho cái hình 8. Như vậy là chúng ta đã vừa nêu đề bài cho hình 34. Các em có thể nêu theo các cái cách khác nhau nữa, đúng không nào? Cô chỉ nêu ra một cách như vậy thôi nhá. Và thực ra ở trong bài thì người ta cũng không yêu cầu các em viết theo nhiều cách đâu. Các em chỉ cần viết một cách, thành thạo một cách là được. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 35. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút nhé. Bài 35 cũng là viết tập viết đề bài cho bài 9 như này. Như vậy, các em vẽ cho cô hai tia phân biệt. Vẽ hai tia phân biệt nhưng không đối nhau, không trùng nhau thì nó là phân biệt rồi. Vẽ hai tia phân biệt không đối nhau là tia OA và tia OB. Vẽ hai tia phân biệt này, không đối nhau này, chung góc này, OA và OB. Tiếp theo các em sẽ vẽ cho cô một cái tia OT, sao cho tia OT nó cắt cái đoạn thẳng AB tại điểm Y. Y này nằm giữa A và B. Vậy đề bài nhá, đề bài bài 9 này. Hoặc là các em cũng có thể là gì? Lấy 3 điểm AOB không thẳng hàng. Các em vẽ cho cô tia OA này, tia OB này, đúng không ạ? Sau đó các em vẽ một cái tia OT. Vẽ cái tia OT sao cho tia OT này cắt cái đoạn thẳng AB tại điểm Y. Điểm Y nằm giữa A và B. Đấy, có nhiều cách để các em nêu đề. Ở đây cô chỉ nêu một cách thôi. Cho 3 điểm. Ví dụ, cho 3 điểm. Vậy ở đây chúng ta cho 3 điểm AOB không thẳng hàng này. Em có thể viết theo các cái đề bài khác nhau nhé. Đấy, không nhất thiết là cứ phải theo cô, miễn sao là cái đề đấy nó phù hợp với cái hình này. Cho 3 điểm AOB không thẳng hàng. Em vẽ hai tia OA và tia OB. Vẽ hai tia OA và OB. Tiếp theo, em vẽ tia OT. Vẽ cái tia OT sao cho OT cắt đoạn thẳng AB tại Y. Sao cho tia OT cắt đoạn, cắt đoạn nhá, AB tại điểm Y. Như vậy là chúng ta đã vừa nghĩ xong một cái đề bài cho cái hình 9 này. Cái hình 9 này thì chúng ta có thể dùng đề như cô vừa dẫn cho các em đây. Hoặc là các em có thể dùng cái đề khác các em nghĩ ra, miễn sao nó phù hợp với cái hình vẽ của bài 35 là được. Tức là bài ở hình 9. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 36. Bài tập 36, các em vẽ cho cô đường thẳng A. Bài 36, vẽ cho cô một cái đường thẳng A.
là đường thẳng A. Lấy A, B, C theo đúng cái thứ tự là A rồi đến B rồi đến C đều thuộc đường thẳng A. Như vậy điểm A này thuộc đường thẳng A này, điểm B thuộc đường thẳng A này, điểm C thuộc đường thẳng A. 3 điểm A, B, C thuộc đường thẳng A. Điểm D không thuộc đường thẳng A. Ví dụ cô lấy điểm D nằm trên này, nằm ngoài, đúng không ạ? Vậy chúng ta có A, B, C thuộc đường thẳng A, D thì không thuộc đường thẳng A. Các em vẽ cho cô tia DB. Vẽ tia DB tức là lấy D làm gốc. Các em lấy D làm gốc, các em kéo dài về phía B và kéo dài qua cả B. Như vậy vẽ tia DB. Đây, đây chính là tia DB. Kéo dài hẳn ra. Tia DB gốc thì không kéo dài về phía gốc, kéo dài phía còn lại đấy. Vẽ đoạn thẳng DA. Đoạn thẳng thì bị giới hạn bởi hai điểm, đúng không ạ? Đoạn thẳng bị giới hạn bởi hai điểm. Như vậy đây là đoạn thẳng DA. Rồi đoạn thẳng DC. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong hình thỏa mãn cho bài tập số 36. Nhìn lại này, cho đường thẳng A này, 3 điểm A, B, C này theo thứ đúng thứ tự này thuộc đường thẳng A. Điểm D không thuộc, cô lấy D trên, các em có thể lấy D dưới cũng được nhá. Lấy D ở dưới này cũng được. Vẽ tia DB tức là lấy D làm gốc, kéo dài về phía B và kéo dài qua cả B luôn. Đoạn thẳng DA thì nó bị giới hạn bởi hai đầu mút này. DC cũng bị giới hạn bởi hai đầu mút. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài cuối cùng là bài tập số 37. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô nhé. Bài 37. Thì A. Cho 4 điểm A, B, C, D, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Như vậy, cô lấy điểm A này, điểm B này, C này, D. 4 điểm này không có 3 điểm nào thẳng hàng cả. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là 2 trong 4 điểm đó. Như vậy ta được đoạn thẳng thứ nhất là đoạn thẳng AB này. Đoạn thẳng thứ hai là đoạn thẳng AC này. Đoạn thẳng thứ ba là đoạn thẳng AD này. Đây là đoạn thẳng thứ tư này. Đây là đoạn thẳng thứ 5 này. Các em cứ lấy hai điểm bất kỳ các em nối thôi. Và đây là đoạn thẳng thứ 6. Chúng ta sẽ vẽ được 6 đoạn thẳng. Đúng không ạ? Như vậy, ta sẽ trả lời ở đây là vẽ được tất cả 6 đoạn thẳng. Đúng không ạ? Trường hợp A này là chúng ta vẽ được 6 đoạn thẳng. Vẽ được 6 đoạn thẳng. Đó là đoạn thẳng AB này. Đoạn thẳng AB này. Đoạn thẳng AC này. Đoạn thẳng AD này. 3 đoạn rồi đúng không ạ? Đoạn thẳng BC là 4 này. Đoạn thẳng CD là 5 này. Và đoạn BD là 6. Ta có 6 đoạn thẳng như vậy. Sang hình B. Cho 4 điểm A, B, C, D, trong đó có 3 điểm thẳng hàng, còn 1 điểm thì không, đúng không ạ? Như vậy cô sẽ lấy 3 điểm thẳng hàng trước. Có 3 điểm thẳng hàng. Như vậy các em để cho cô một cái đường thẳng này. Cho cô một cái đường thẳng. Như vậy đối với cái hình B này, các em vẽ cho cô một cái đường thẳng. Trên đường thẳng này các em lấy 3 điểm. Đây, 2 điểm nằm ở hai đầu mút này. Và 1 điểm nằm giữa đi.
Ví dụ như chúng ta có điểm B này, điểm C, điểm D, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có 3 điểm này thẳng hàng. Lấy 3 điểm thẳng hàng này, có 3 điểm thẳng hàng, còn 1 điểm không thẳng hàng. Ví dụ điểm A nằm trên này. Thì điểm A này không thẳng hàng, còn có 3 điểm dưới thẳng hàng. Thỏa mãn yêu cầu chưa? 4 điểm A, B, C, D trong đó có 3 điểm thẳng hàng. Vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có đầu bút là 2 trong 4 điểm đó. Như vậy chúng ta trên cái từ đây đến đây này thì chúng ta có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn này này. Đoạn thứ nhất chúng ta chính là đoạn thẳng này. Đấy, đoạn thứ hai là đoạn thẳng này. Chưa? Đoạn thứ ba là đoạn thẳng này. Ba đoạn này. Đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chính là đoạn này. Đoạn năm. Đây là đoạn thứ sáu. Như vậy chúng ta có tất cả 6 đoạn. Cũng như là hình cái hình lúc nãy, hình A thì hình B này cũng có 6 đoạn. Đây nhá, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, thêm 3 đoạn phía trên này nữa. Như vậy chúng ta sẽ trả lời là chúng ta sẽ có 6 đoạn thẳng, vẽ được tất cả 6 đoạn thẳng. Đó là đoạn thẳng thứ nhất là đoạn thẳng BC này. Hoặc là đọc A trước nhá, AB này, AC này, AD này, AB này, AC này, AD. Đây là ba đoạn thẳng phía trên. Ba đoạn thẳng phía dưới là đoạn BC này, 1 này, CD này và cuối cùng là BD. Như vậy có tất cả là 6 đoạn. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập rồi. Của bài này là bài số 6. Bài này là bài số 6, đó là bài đoạn thẳng. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Và hẹn gặp lại tất cả các em ở các cái video bài giảng tiếp theo.